Bộ phim này còn chưa lên sóng đã được vô số mọt phim mong đợi, báo thù cú twist kịch tích trong suốt bộ phim. Hôm nay tôi sẽ review bộ phim về báo thù này. Tội phạm tử hình bị an tử, vốn sẽ không đau đớn gì, kết quả lại đau thấu tâm can, đau khổ dãy dụa rất lâu mới chết đi. Tình cảnh thê thảm này khiến mấy người ở hiện trường hoàn toàn ngây ra. Sau chuyện này, cảnh sát biết đây không phải cái chết bình thường, có người đã cố ý đổi thuốc an tử thành thuốc độc. Mấy năm trước, anh ta tham gia vào vụ án cướp, cùng với một đồng nghiệp anh ta giả làm hàng xóm, đi vào trong nhà một người dân. Ngay trước mặt người cha, họ đã sát hại người vợ và con gái. Hai tên tội phạm bị bắt bị tuyên án, nhưng kết quả phán quyết lại khác nhau rất lớn. Người không giết người bị phán án tử hình, ngược lại người giết người được phán án tử hình kéo dài. Mà điều này chỉ là do tội phạm giết người có ô dù. Người đàn ông tận mắt nhìn thấy kiểm sát trưởng và tội phạm giết người cười cười nói với nhau. Anh lặng lẽ quay người rời đi, anh biến mất 8 năm. Tội phạm giết người xem được tin tức đồng bọn chết thảm trên TV, dáng vẻ anh ta kiểu chẳng sao cả, lạnh lùng cười cười. Lúc này anh ta không biết rằng tất cả mọi thứ cho cuộc báo thù vừa mới bắt đầu. Bỗng chuông điện thoại vang lên, giọng nói lạ nói với anh ta. Cảnh sát ở phía ngoài đã tiếp cận anh ta. Lúc này anh ta nhìn ra phía ngoài, cảnh sát thật sự đã đến rồi. Người ở bên kia đầu dây nói với anh ta chạy về đâu. Ở đó có xe cảnh sát đang đợi anh ta. Anh ta vội vàng chạy đến gần xe nhìn, có một cảnh sát đang ngủ. Anh ta lập tức lên xe cướp súng của cảnh sát, cầm súng uy hiếp cảnh sát lái xe chạy trốn. Sau khi đến nơi, tên tội phạm giết người xác định giết cảnh sát. Bỗng tiếng chuông điện thoại lại vang lên, thế mà lại là cảnh sát ở phía đối diện gọi đến. Anh ta bị dọa sợ một trận. Khi cảnh sát quay người lại cởi tóc giả ra, cuối cùng Jack mới nhìn rõ, cảnh sát này lại là người đàn ông mà anh ta giết chết ban đầu. Jack lập tức nổ súng. Ai ngờ cây súng này đã được cải tạo, một khi bóp cò, đinh sẽ chọc từ báng súng ra. Một trận đau thấu tim, Jack lập tức không động đậy được. Bóp chói anh ta lại, lấy ra đủ loại dao phẫu thuật trước mặt anh ta, giới thiệu tỉ mỉ cách dùng của từng loại dao. Jack càng nghe càng sợ, mắng bóp khàn cả giọng. Bóp tiêm một liều thuốc gây mê cho Jack, nhưng lại khống chế lượng thuốc chuẩn xác để anh ta không hôn mê. Jack bỗng trở nên kinh hoàng, sợ đái ra quần. Một tuần sau, cảnh sát phát hiện thi thể của Jack, cơ thể của anh ta bị cắt vụn, đến cả cảnh sát tòa án lâu năm cũng bịt mũi lại, thật sự là không chịu được. Rất nhanh cảnh sát đã điều tra được thân phận của Bob, bởi vì nơi Jack chết chính là nhà Bob. Phía cảnh sát tập hợp người đến nhà của anh, nhưng anh lại có ý đợi cảnh sát đến, vốn tưởng rằng thứ đợi anh sẽ là chế tài của pháp luật. Kế hoạch báo thù của anh mới bắt đầu. Bob khỏa thân giơ hai tay lên, đợi cảnh sát đến nhà. Anh không hề phản kháng, ngoan ngoãn phối hợp bị bắt giữ, còn chủ động khiêu khích kiểm sát trưởng để bọn họ lục soát cả căn phòng. Kiểm sát trưởng bắt đầu lục soát, tùy ý cầm một quyển sách lên, đây là sách pháp luật chuyên nghiệp nhất, chỉ có những người là luật sư mới đọc hiểu được. Kiểm sát trưởng quay đi, nhìn thấy trên tường là bức ảnh chụp chung, thế mà lại là chính anh ta và Jack. Kiểm sát trưởng Ted lập tức gặp Bob, hỏi có phải anh đã giết người không. Không ngờ Bob đã học thuộc lòng sách luật, khá biết cách lợi dụng kẽ hở trong luật, trả lời rất kín kẽ, mỗi một câu của anh đều thừa nhận hành vi của mình. Nhưng tất cả hành vi đều không có chứng cứ xác thực, không thể định tội cho anh. Kiểm sát trưởng đã hoàn toàn tức giận, muốn ép hỏi mục đích thật sự của Bob. Bob lại nói, 10 năm trước kiểm sát trưởng từng đồng ý với yêu cầu của Jack, giờ anh cũng muốn bản yêu cầu. Giường trong tù quá cứng, thắt lưng của mình không tốt, chỉ cần kiểm sát trưởng đưa một chiếc đệm giường đến, anh sẽ nói quá trình giết người ra, nhưng đây là ngục giam chứ không phải khách sạn. Kiểm sát trưởng bắt buộc phải lập uy, hoàn toàn không thể đồng ý, chỉ là anh ta vẫn chưa biết rằng, lúc này con gái nhỏ ở nhà nhận được đoạn băng ghi hình, nội dung đoạn băng thế mà lại là video Bob giết người, khiến con gái nhỏ sợ hãi đến mức sụp đổ khóc lớn lên. Khi kiểm sát trưởng nhìn thấy băng ghi hình, phát hiện Bob đã đeo mặt nạ lên, không nhìn rõ nghi phạm, vẫn không thể định tội cho anh ta. Hết cách, kiểm sát chỉ đành đồng ý với yêu cầu của Bob. Rất nhanh, đệm giường mềm mại được đưa vào tù, những người ở trong cùng nhà giam ngưỡng mộ kêu lên. Đến ngày xét xử, kiểm sát trưởng hy vọng tòa án đừng bảo vệ Bob, nhưng anh ta không đưa ra được bất kỳ chứng cứ nào. Thẩm phán hỏi Bob có cần luật sư không, Bob lại từ chối ngay tại chỗ. Anh tự biện hộ cho mình, đồng thời nói ra một vụ án tương tự, dùng án lệ trước đây để chứng minh mình vô tội. Một loạt hành động không chỉ khiến tất cả các luật sư ngạc nhiên, thẩm phán cũng không thể buộc tội anh được, chỉ đành đồng ý vô tội trả tự do trước tòa. Lúc này Bob lại bắt đầu chỉ trích thẩm phán, còn cố ý chọc giận bà ấy. Điều này so với tội phạm giết vợ con tôi có khác gì không, anh đang coi thường tòa án. Thì ra thẩm phán này chính là thẩm phán đã kết án cho Jack 10 năm trước. Bob chọc giận bà ấy, đồng thời thừa nhận tội giết người ngay tại chỗ, nhưng kết quả chẳng phải vẫn hệt như 10 năm trước, tội phạm giết người sẽ được thả tự do. Thẩm phán tức đến mức không đứng dậy nổi, lập tức bảo cảnh sát tòa án giam anh lại. Mấy ngày sau, kiểm sát trưởng lại đến tìm Bob. Bob lại đưa ra yêu cầu mới, muốn một miếng bít tết 9/5. Kiểm sát trưởng cạn lời, hoàn toàn không muốn quan tâm đến anh. Nhưng lúc này Bob lại nói, anh đã bắt luật sư biện hộ cho Jack khi đó. Kiểm sát trưởng lập tức điều tra ra, luật sư đã biến mất 3 ngày. Bọn họ báo cáo với trưởng cai tù, mau chuẩn bị bít tết cho Bob. Trưởng cai tù cảm thấy rất khó chịu, cố ý kiểm tra bảo mật thêm mấy lần, trì hoãn 10 phút mới đưa vào. Bob được ăn bít tết, cố ý nhắc nhở bọn họ đã muộn 10 phút, cuối cùng mới ung dung nói vị trí của luật sư cho kiểm sát trưởng. Bọn họ nhanh chóng đến đó, tìm được cặp tài liệu của luật sư, rồi đào đất lên, phát hiện vừa hay luật sư chết 10 phút trước, vừa đúng lúc là do khi đưa bít tết làm chậm trễ 10 phút. Tất cả mọi người không biết rằng, tại sao rõ ràng Bob bị giam trong tù, lại vẫn có thể khiến cảnh sát trưởng xoay vòng vòng. Bob ăn hết bít tết, âm thầm giấu xương bò đi. Nhân lúc bạn tù không chú ý, đâm một phát giết chết anh ta. Trưởng cai tù nhìn tội phạm chết thảm, ngạc nhiên sợ hãi không thôi. Ông giam Bob vào phòng tạm giam, nhưng chính trong thời gian này, kiểm sát trưởng biết được thân phận của cảnh sát trưởng, là đặc công của cục tình báo, là nhà quân sự thiên tài. Tất cả mọi chuyện anh làm đều được bố trí từ trước đó. Kiểm sát trưởng không tin anh giỏi đến vậy, nhất định là có người nội ứng ngoại hợp với anh. Ted xin thẩm phán cấm bất kỳ ai tiếp cận Bob.
Thẩm phán đồng ý với anh ta, nhưng vừa ký tên xong, chuông điện thoại đã vang lên. Vừa cầm điện thoại lên, đã bị nổ đầu ngay lập tức. Bốp bị giam và trông coi nghiêm ngặt, đeo còng tay còng chân, nhưng dù là vậy, vẫn không thể ngăn được Bốp báo thù. Trợ lý của kiểm sát trưởng và bồi thẩm đoàn ra ngoài xử lý vụ án, vừa đỗ xe vào trong bãi, xe đã lập tức bị nổ. Tất cả mọi người hy sinh vì nhiệm vụ. Sau đó, các đồng nghiệp tham gia lễ tang ở nghĩa địa, súng liên thanh điều khiển từ xa bắn đạn liên tục, đột ngột bắn lung tung khắp nơi, lại bắn chết mấy nhân viên. Thị trưởng mở cuộc họp trong đêm, tuyên bố thành phố vào trạng thái phòng bị, cảnh sát tuần tra cả ngày lẫn đêm để đề phòng Bốp ở trong nhà tù. Kiểm sát trưởng điều tra không biết ngày đêm, cuối cùng đã điều tra được một căn nhà của Bốp. Anh ta và đồng nghiệp cậy cửa đi vào, phát hiện lượng lớn súng ống, còn có một lối đi bí mật, màn hình camera trong con đường bí mật có thể nhìn rõ tất cả mọi thứ trong tù. Đi vào sâu bên trong lại có thể thông thẳng đến phòng tạm giam. Thì ra đây chính là bí mật khiến Bốp ở trong nhà tù vẫn báo thù được. Anh có thể ra vào nhà tù tự do bất cứ lúc nào. Khi kiểm sát trưởng đến phòng tạm giam, đã không thấy Bốp đâu nữa. Anh hóa trang thành nhân viên vệ sinh, đi vào tòa nhà hành chính, đồng thời lắp bom. May mà kiểm sát trưởng kịp thời phát hiện, nhanh chóng tìm chuyên gia gỡ bom đến. Quả bom này đủ để khiến cả tòa nhà thành đất băng, mà chiếc điện thoại này có thể khống chế từ xa được. Mọi người bỗng chốc trở nên kinh hoàng, tạm thời không có cách nào. Kiểm sát trưởng này ra ý đưa bom đến phòng tạm giam, sau đó đợi Bốp quay về. Bốp quay lại phòng tạm giam, lập tức phát hiện ra kiểm sát trưởng. Anh rất ngạc nhiên nhưng vẫn bình tĩnh chúc mừng đối phương đã phát hiện ra bí mật của mình. Kiểm sát trưởng khuyên anh đừng tiếp tục phạm tội, nhưng anh vẫn có vẻ đắc chí, đưa ra yêu cầu với kiểm sát trưởng lần nữa. Kiểm sát trưởng lắc đầu từ chối Bốp. Bốp lặng lẽ cười cười, tên này lại hiểu được nguyên tắc làm người. Anh bình tĩnh lấy điện thoại ra cho quả bom nổ. Kiểm sát trưởng quay người rời đi, khi đi còn không quên khóa cửa phòng giam lại. Bốp không thể ngờ được rằng quả bom sớm đã được đưa đến nhà tù, nhưng anh vẫn bình tĩnh như cũ, không có phản ứng gì cả, cứ như đã đoán trước được tất cả mọi chuyện xảy ra. Anh ngồi trên giường, lấy vòng tay của mình ra, nhớ lại con gái của mình, yên lặng chờ cái chết đến.